Mến chào quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên đang đến với chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, qua các năm tổ chức, đến nay chương trình Tiếp sức mùa thi đã thật sự trở thành một hoạt động không thể thiếu của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Tây Ninh nói riêng vào những ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các tình nguyện viên đã hỗ trợ và tiếp sức cho hàng ngàn thí sinh và người nhà của thí sinh, góp phần tạo nên thành công chung của kỳ thi. Trong chương trình thanh niên hôm nay, mời quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên cùng nhìn lại những hình ảnh thật đẹp và cũng thật đong đầy cảm xúc của kỳ tiếp sức mùa thi đặc biệt diễn ra trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Việc này đã nói lên sự đoàn kết, sự hỗ trợ hết mình của tuổi trẻ Tây Ninh. Đã trở thành thông lệ, hàng năm cứ vào dịp diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các chiến sĩ tình nguyện lại nô nức ra quân thực hiện các phần việc thuộc khuôn khổ chương trình Tiếp sức mùa thi. Năm 2020 này, các kỳ thi cuối cấp quan trọng diễn ra trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ban Thường vụ tỉnh đoàn và lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh đã họp bàn và thống nhất vẫn tiếp tục tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi, nhưng không tổ chức lễ ra quân và lễ hội quân như mọi năm. Năm nay, chương trình Tiếp sức mùa thi được chia thành hai đợt hoạt động. Trong chương trình Tiếp sức mùa thi, đợt thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2020. Trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 10 đội hình tình nguyện với sự tham gia của 370 tình nguyện viên. Các tình nguyện viên đã túc trực tại các điểm thi và tổ chức cấp phát các loại bánh ngọt, nước suối miễn phí cho các thí sinh tham gia kỳ thi. Ngoài ra, các đội tiếp sức mùa thi còn chuẩn bị 300 phần dụng cụ học tập các loại để trao tặng cho các sĩ tử. Các tình nguyện viên còn tổ chức hướng dẫn phụ huynh sắp xếp xe thuận tiện cho lưu thông, phân luồng giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi và hỗ trợ đưa rước 50 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo tham gia tốt kỳ thi. Sôi nổi và quy tụ sự tham gia của nhiều tình nguyện viên nhất, cho có lẽ là chương trình Tiếp sức mùa thi, đợt thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Chỉ tính riêng trong đợt thi này, trên địa bàn tỉnh có 20 đội tình nguyện với trên 500 tình nguyện viên tham gia. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại điểm thi trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thị xã Hòa Thành, ngay từ sáng sớm, các chiến sĩ tình nguyện đã có mặt đông đủ và nhanh chóng triển khai những phần việc để có thể kịp thời hỗ trợ cho các thí sinh đến tham dự kỳ thi. Năm nay là năm thứ hai em tham gia chương trình này, em thấy rất vui và ý nghĩa. Em muốn đóng góp một phần nào đó để giúp cho anh chị thi tốt hơn trong mùa thi năm nay. Em mong là chương trình Tiếp sức mùa thi này được diễn ra cho nhiều năm nữa, để như em và các bạn nữa có động lực thi tốt hơn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho các thí sinh, các tình nguyện viên đã tổ chức lực lượng thành các đội hình khác nhau, trong đó có đội y tế, tiến hành đo thân nhiệt đối với 100% thí sinh và cán bộ ra vào các điểm thi. Trong cái kỳ tiếp sức mùa thi năm nay á, thì có tụi em có thêm một cái đội hình đó là đo thân nhiệt. Thì nếu mà đo thân nhiệt thì phát hiện bạn nào có nhiệt độ cao hơn mức bình thường là trên 37 độ thì tụi em sẽ mời ra phía bên ngoài để cho bộ phận y tế kiểm tra để đảm bảo an toàn cho các bạn thí sinh còn lại. Qua các năm tổ chức, ý nghĩa nhân văn của chương trình Tiếp sức mùa thi đã được lan tỏa. Nhiều doanh nghiệp cá nhân đã trở thành những người bạn đồng hành thân thiết của chương trình với nhiều hoạt động hỗ trợ kinh phí và các vật phẩm để các tình nguyện viên trao tặng cho các thí sinh. Do mình cũng hiểu được cảm giác của các thí sinh lo lắng, hồi hộp. Với thứ hai là do đang mùa dịch nên mình cũng muốn cống hiến một phần kinh phí để hỗ trợ các vật tư y tế, khẩu trang để các bạn hỗ trợ các bạn thi tốt hơn và an tâm thi hơn. Chúc tất cả các thí sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi năm nay. Ngoài ra, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của các điểm thi, các tình nguyện viên còn tham gia điều tiết phân luồng giao thông, nhất là vào khoảng thời gian cao điểm trước và sau các buổi thi. Nhờ đó, khu vực ra vào các điểm thi luôn thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Các sĩ tử đã vào phòng thi, các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi lại tiếp tục thực hiện một nhiệm vụ khác của mình, đó là tuyên truyền, vận động người nhà các thí sinh cùng tham gia cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng chống COVID-19. Có phần nâng cao tỷ lệ người dùng ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Quảng Lê Kha, thành phố Tây Ninh, có khá nhiều phụ huynh đến sớm để đón con em mình, thậm chí có người quyết định ở lại trước cổng thi trong suốt quá trình thi. Tận dụng khoảng thời gian nhàn rỗi này của phụ huynh, các chiến sĩ tình nguyện tiếp sức mùa thi đã tiếp cận, tuyên truyền và hướng dẫn phụ huynh cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.
Trong khoảng thời gian mà thí sinh đang thi ở bên trong thì phụ huynh ở bên ngoài thì cũng sẽ chờ đến rất sớm và có thời gian nhàn rỗi. Thì chúng em đã tận dụng cơ hội đó để mà đi tuyên truyền về app ứng dụng Bluezone này để phụ huynh có thể cài đặt tại chỗ. Và trong đây chúng em có những bạn mà có 3G trước anh thì cũng ra phát để cho phụ huynh tiện cập nhật và tải liền tại đây luôn. Trung bình tại mỗi điểm thi, cứ mỗi buổi thi như vậy, các tình nguyện viên đã tiếp cận và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone cho khoảng 80 lượt phụ huynh. Điều này đã góp phần nâng cao tỷ lệ người dùng ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh. Rồi nãy giờ chị cũng tới đây đặng rước con chị về, cũng được mấy em nó tuyên truyền cái dịch vụ cài để mà quét mã xung quanh là kiểm tra tình hình Covid, thì chị thấy cái ứng dụng này rất là tốt. Thành ra chị cũng về chị tuyên truyền cho gia đình, anh em, bạn bè ở nhà đặng cài đặt cái phần mềm này cùng với cả nước là hạn chế cái lây lan. Trong những ngày diễn ra các hoạt động tiếp sức mùa thi, anh Nguyễn Tiến Tân, Phó Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh đã trực tiếp đến một số điểm thi để thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần của các tình nguyện viên. Đồng thời không quên nhắc nhở các chiến sĩ tình nguyện cần quan tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tham gia tình nguyện. Một trong những nét mới của chương trình tiếp sức mùa thi năm nay đó là Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã quyết định tổ chức cuộc thi ảnh Khoảnh khắc tình nguyện, chương trình tiếp sức mùa thi năm 2020 vừa mang tính động viên tinh thần, vừa góp phần giới thiệu những hình ảnh đẹp của các tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi năm nay. Hơn 300 hình ảnh đẹp đã gửi về tham dự với hơn 100.000 lượt tiếp cận và 4.000 lượt chia sẻ. Những con số ấn tượng này đã phần nào cho thấy sức hút và sự lan tỏa không chỉ của cuộc thi ảnh mà còn của cả chương trình tiếp sức mùa thi. Nhìn lại chương trình tiếp sức mùa thi năm 2020 của tuổi trẻ Tây Ninh, kết quả đã tổ chức được 20 đội hình tình nguyện với trên 520 tình nguyện viên tham gia, phục vụ gần 1.000 suất cơm miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và các tình nguyện viên, thành lập 14 đội hình xe ôm tình nguyện miễn phí đưa rước các thí sinh tại các điểm thi, hỗ trợ hàng chục ngàn phần bánh ngọt, sữa tươi, nước suối, các loại dụng cụ học tập và trên 10.000 ấn phẩm về kỳ thi các loại cho các thí sinh. Chung tay phòng chống dịch COVID-19, các đội hình tình nguyện đã phân công 192 tình nguyện viên hỗ trợ đo thân nhiệt, trang bị 600 lít nước sát khuẩn, nước rửa tay khô cho các điểm thi, trao tặng trên 10.000 khẩu trang y tế. Tổng kinh phí hỗ trợ của chương trình tiếp sức mùa thi năm nay là trên 260 triệu đồng. Chương trình tiếp sức mùa thi năm nay là một chương trình đặc biệt, bởi vì diễn ra trong cái bối cảnh mà dịch COVID-19. Đối với lại các bạn tình nguyện viên thì ngoài những cái phần việc vẫn làm như mọi năm, thì năm nay các bạn cũng là những cái chiến sĩ trong mặt trận là phòng chống dịch. Có thể nói thì kỳ tiếp sức mùa thi năm 2020 này là cùng với lại ngành giáo dục thì cũng đã có một cái kỳ tiếp sức thành công cho toàn bộ chương trình và cũng như là góp phần của thanh niên trong cái công tác phòng chống dịch hiện nay. Qua các phần việc cụ thể, chương trình tiếp sức mùa thi của tuổi trẻ Tây Ninh đã được đông đảo thí sinh, người nhà của các thí sinh, các cấp, các ngành đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Có thể nói, chính những cống hiến của các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đã góp phần làm nên một kỳ thi thành công và an toàn. Quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, chương mục thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.